lại vào mua cái ấy. Mua cái gì? Mua cái đai ấy kìa. Đai gì? Tống và hai hoàng hậu đi chợ đêm Đà Lạt. Chợ đêm Đà Lạt. Nóng hai hoàng hậu đâu rồi? Yeah, cứ mê mẩn lên tôi thể thoát được đây. Đặc sản Đà Lạt, Thái Bảo, trà Artiso Đà Lạt, người ta đan len này này, chị cô này cũng vừa bán hàng vừa đan len miệt mài. Năm nay chỉ có len và lông, lông và nen. Mà lên Đà Lạt mới biết là những cái áo len và lông rất cần thiết. Càng ngày là càng rét sâu, lạnh lắm rồi. Đấy. Yeah, hai người đứng thức. Game ý số 1, Đà Lạt. Lạnh lắm. Tôi có tâm hồn mà ăn đấy. Ở đây chỉ có ngô nóng vẫn còn mê mẩn tại khoai nóng, trứng muối, trứng nướng, trứng nướng hấp dẫn. Chỉ còn thì kem là không hấp dẫn nữa. Không hấp dẫn. Hoa Đà Lạt này, hoa bất tử này, bao tiền bó đây của cô? Bó lớn 40, nhỏ 20. Đẹp thế nhỉ? Thế là để rất lâu rồi cô? Hả? Để lâu không cô? Cái này để cả năm, cái này vẫn không bao giờ hư. Thế được, thế thì cái này khô này, cái này tươi này, lấy cái rồi, khô hôm này mình, hôm nay mình về mua đó. Về cắm. Để được cả năm luôn này. Cả cả năm. Dạ. Để mai kia con ra không mua cho bà. Hết hàng. Hoa bất tử. Mà có cái nữa. Mua là quà mới nghề bố. Đấy, chưa lượn lượt kiểu. Hôm nay là hai mẫu hậu là đi hành chợ Đà Lạt rồi, mua nữa chợ Đà Lạt rồi. Xem đá 12K. Thế giới xem đá 10K bạn này. Đây là đồ ăn vặt. Nếu mà những đôi yêu nhau là cứ đi qua cửa hàng này là mua đồ ăn vặt về. Nhộn anh nhỉ? Nhộn quá. Thế nên mày ấy, thế mày hấp dẫn. Nhộn sợ chết đi kìa. Bên sang bên này không đi hướng vào người ta. Tôi có hai hoàng hậu của nhà mình đâu rồi? Chưa đi đâu cả. Không thể.
lượn vòng lượn vòng. Anh có giờ tôi nhớ đường về khách sạn không? Cứ đi. Ô, đây viết tên lên hạt gạo kìa. Có cái dịch vụ viết tên hạt gạo. Trời ơi, trả cho con đi luôn. Viết lên hạt gạo thế, hạt gạo kia đi. Ừ, khác. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Không ăn được. Bây giờ có những anh không nhận lạnh chết đi rồi. Không mặc áo dép lên trên này là sao lạnh? Chưa vào chợ này. Chợ đây mới chính nè. Đây mình đang đi ngoài đường nè. Đây. Đi vào trong chợ nữa. Đi cả. Mấy giờ rồi? Chắc muộn rồi. Đi từ tối đến giờ và vẫn chưa vào chợ. Mai vào tiếp. Đây đi ngoài đường nó mới lạnh nè. Mai. Ngó qua trời này. Mai. Ơi 22 giờ rồi, chị 10 giờ rồi. 10 giờ 5 rồi. Ôi, lại đi nhanh quá rồi, đi bỏ. Thật lại luôn rồi. Lại mất rồi. Có hai mẫu hộ của chúng tôi hôm nay là chỉ có đi check in hàng thôi. Ôi trời. Tây nó cứ lưỡng thức mình nhỉ. Lại đi tìm nhau. Đấy, cái giá đầy ăn ngon nhỉ. Nhận không? Ô tài gì. Đâu có khác tên trên hạt gạo cái là mất luôn người. Đấy. Lại mua đồ ăn. À, hai bà đi khách tên trên hạt gạo. gì mua chú gì về ăn đi. Mua chú hai quả trứng gà nướng. Hai quả trứng ăn có sợ đầy bụng không? Hả thầy, một quả trứng một quả quả. Chị ăn quá em ăn quá. Mua một quả trứng một quả quả. Mua cũng không ăn nữa. Một quả quả trứng hai quả. Nhưng mà hai quả trứng ăn đầy bụng đấy. Bao nhiêu củ khoai đấy? Dài đợi. Ôi về đây lạnh lắm rồi. Mà chợ thì lại chưa vào. Mai. Ôi mẹ ơi, mẹ cái gì chợ trong đây kìa. Dạ đây rồi. Đây mình đi đường. Gì ơi, gì ơi, hôm nay mua nửa thế giới nhưng chưa vào chợ. Vì lạnh lắm. Rồi vì đi sao ơi nhá. Không sao, không vào đường nhà làm sao được. Em không mang cái căn gì mà. Gió lạnh nè. Đồ có một thằng chết dép. Không như mày thì huyện ở đây. Một thằng thì chết dép chết cấy. Đâu khôn như mày thành phố ở đây. Khôn như mày huyện này đây. Chết dép thì run lên xong rồi một người thì cứ xách từ đầu. Thế người ta bảo là kẻ đất chân bông kẻ anh hùng. Đấy mới là dạo mà tí. Khôn như mày huyện này đây. Đánh đi thôi, đi đánh đi. Ngó qua cái trời. Thôi mai anh ơi, còn mai nữa mà. Nhỏ tươi đấy nhỉ. Nhỏ tươi ngon nhỉ. Đây, tươi doái luôn này. Ủa, bao tiền một cân em ơi? Bao nhiêu? 150.000 cân. Thế còn cái xanh này 250.000. Cháu nhìn cái nhon này cho thích này. Cháu thích ăn nho xanh nhất. Mai vào đây gì? Thôi giờ vào thôi, mệt lắm. Cứ về đi, ra cổng về. Đi đây, đây ra cổng đây. Để không ăn cái thăm nghỉ dưỡng của anh đi. Ăn gì ở đây đi anh nhỉ? Nào. Rồi chị uống cái đấy vào đấy chị. Nào. Chị tăng sông mất.
có hai bà mẫu hậu kia lại mất thoại. Hậu em ơi, hậu thường nóng bánh chát cho em ơi, mình vô đây ngồi đi cô. Mai nha. Hẹn gặp lại ngày mai. Rét run đi. Mai lại còn đòi bút rồi dậy run đi cầm cầm. Chợ Đà Lạt đây. Mai sẽ vào chợ Đà Lạt. Đi mà đòi cuối cùng hóa là ở bên ngoài. Mình đi ven chợ trong đấy toàn bán đồ ăn thôi. Đủ thứ. Dãy đấy chưa đi kìa. Lên. Lên là lên. Cho cu ra mất rồi. Dạ. Yeah. Tại đằng sau kìa. Làm gì đấy? Tại mua cái gì ăn nhỉ? Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Tan chợ rồi 10 giờ đêm rồi. Giờ toàn đồ ăn đây à. Đặc sản của Đà Lạt là áo lông. Áo len. Mũ lông. Mũ len. Thấy lạnh đâu. Và khăn quàng. Tôi cảm thấy lạnh đầu. Sai lầm cũng mang áo dép. Đằng sau. Kem bơ kem khoái. Được chưa? Đây rồi. À. Kem bơ kem khoái ra. Đâu? Đây. Ngay đằng sau. Đâu? Đằng sau đi. Đi du lịch đây Vũ Thúy ơi. Đang Đà Lạt đây. Đà Lạt đang lạnh lắm. Lạnh rồi. Trông như này lạnh không? Đây ơi, sao phải được chứ? Đứng cái đầu không? Đà Lạt có lạnh không? Mộng mơ nhưng lạnh lắm. 4 giờ sáng mai dậy đi chợ tiếp. Xem chỉ tay. Tình duyên lá cây. Công danh sự nghiệp. Nhỏ mai bánh tráng nướng. Ủa. Lắm đồ ăn quá. Mệt quá. Ủa, chồng từ trên cao nhìn xuống. Ra lạnh chết thì được kìa. Check in cho ai xem? Cho cả. Cho cả xem. Cả huyện. Cả huyện xem. Huyện cháu khôn lắm. Đấy, chứ nó mặc quần áo cái kia ok, kêu lạnh đâu. Ok, kia. Gì ơi, cái gì? Xôi miền Tây kìa. Gì? Xôi miền Tây kìa. Xôi miền Tây kìa. Cá mập khe xôi. Đấy. Thế có chết. Thế là chị lại mua cái xôi tím rồi kìa. Cháu rất thích cái xôi tím ấy. Ai xôi lỏng nè. Có xôi tím này còn đấy. Xôi nào thế hả mình ơi? Xôi ba bán theo xôi mặn xôi ngọt bán theo ấy hộp bát kìa. Xôi mặn 35 mặn xôi ngọt. Xôi mặn là ruốc phải em, là gà chả tép ăn xôi không thôi. Xôi không được bao nhiêu em cho 20 ngàn xôi không loại nào? Xôi tím là lấy không thôi hả? Không, à, không lấy. Không ăn đồ ấy, chỉ ăn xôi không ăn cái xôi đen hay không? Đây là gạo lứt đen. Đây là xôi... Ăn cái xôi tím này nè. Xôi tím, cháu thêm xôi tím. Em xới xem 20 ngày được bao nhiêu. Chúng mày không mua không? Anh qua mình mua. Quay về ăn thêm. Ăn xôi hay ăn khoai? Ăn xôi tím nhá. Đói thì ăn. Mẹ có thích ăn thì ăn. Đói thì ăn thêm. 20 triệu. Xôi ngô kìa, xôi ngô lại ngon này. Không bóng. 20 triệu xôi tím nữa. Mà thích ăn nè. Một cũng lấy nữa. Hai sắc xôi tím. Quắc em ơi. Quắc em ăn xôi gì cô ship về.
tím này là do cái gì mà nó màu tím nhỉ? Sơ gớt này, sơ ngô này. Nếp nương nó không màu này, tím được, nhưng đây người ta phải này, cho cái màu gì vào. Là cô bánh xôi rất là xinh gái. Phải cho màu gì vào ấy nhỉ? Có chứ. Lá cọng. Có làm sao mới được. Sơn La Lai Châu nó có cái gạo tím hẳn trong nếp nương. Lá cầm nấu lên đấy nó nếp nó tím cái màu, cái, màu. Cái xôi xanh kia là cho lá nó nếp ấy. Nó dứa. Em ơi riêng túi. Bây giờ mới ăn. Chị ăn muộn thế. Chị ăn đêm. Thế nhà mình bao giờ thì về? Dạ chút nữa chị. Chút nữa về. 11 giờ là. Thế xong ban ngày có bán không? Chỉ đêm thôi. Nên nhà chị ở đây luôn à? Dạ. Ở đây chỉ bán đêm thôi anh ạ. Ban ngày không có bán. Ban ngày nhà đâu có bán đâu. Vâng. Đây là nhà đoán mũ. Đây là nhà này chỉ có mũ thôi. Ví cầm cái thế. Cái mũ này bao nhiêu ạ? Bảy chục. Bảy chục. 50k được không mấy? Chị em 60. Thôi 50 đi, chị cứ mạnh dạn lên. Thôi nhanh cháu. Đi đi. Lấy đi. Cháu vừa phắn. 50 nhỉ? Đội hả? Đội. Quyết định mua đội. Mạnh dạn. Mạnh dạn. Nhiều lắm đi. Nhiều tối giờ ấy. Thôi cái mũ. Mạnh dạn. Thôi không cả túi ni lông đâu. Đợi đợi luôn ạ. À? Anh đợi cho em. Cứ biết là như thế, mua làm mua. Mới ướt xương à? Lấy cái xương ướt à? Lấy cái dưới. Chỉ lấy em cái dưới. Không phải cái gì? Xương ướt cho anh ạ. Không phải ướt. Cái này nó không trắng đâu, nó hơi ngà ngà đấy. Màu kem mà. Màu kem không phải màu trắng đâu. Rồi mà lôi cái bên dưới đó, lấy cái bên dưới đó. Tạm biệt chị. Bye bye. Đi lối này mà. Lối này à? Lối này mà. Xuyên đây chị ơi. Đi xuyên ở đấy rồi đi lâu. Hay cháu mình lên đi mình chéo. Cháu không biết là liệu chú cháu có ăn hết được. Có chứ mày. Ai này này. Ai này. Này lại. Ôi trời ơi là rồi. Nhồi tôi cứ như nhồi vịt thân này. Đây là hoàng hậu nhà tôi đi mà mấy tháng còn lửa chợ Đà Lạt thế. Còn đâu là mua cho chú ở nhà là khoảng một nửa gánh hàng thực phẩm. Trời ơi. Anh ạ, à? Nói không phải mê tín từ lúc đội cái mũ với lại choàng cái áo này ấm lắm. Đây đây ạ, đây ạ. Từ lúc mà gì ạ? Là mày không có hơi gì nên mày cũng phải rất rú gì ạ? Nói không phải mê tín chứ từ lúc nhưng mà tài thật gì cháu mà ra rằng gì thì sách khăn cháu thì cứ dãy lên này ngờ là lạnh mà gì chẳng nói gì. Này, nó dám phá sinh áo của em mồm nó còn nhạnh đến mặt băng tay. Cháu cháu có một cái choàng như này màu đỏ nhưng mà dày hơn. Cái này là mỏng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà để rồi cháu mặc thế cái nào mà hợp thì cháu lại xuống gì cho mặc thôi. Đấy, khôn thế thì huyện này đây. Ngon, ngon lạ Đà Lạt. Ngon lạ Đà Lạt. Và đồ ăn bái cái này. Cái này nói thật là đúng là tiền dán kín áo này. Mua cái thì mua. Tiền ra kín đáo. Tiền ra kín đáo. Nhà không có gì ngoài điều kiện. Bà Lý lại bố là đang có điều chi. Đi qua đây. Đi qua đây. Không. Nâu nâu. Ăn rồi. Thế tối ăn rồi giờ ăn nữa hả? Đây. Quán gì nhỉ? Quán gì nhỉ? Ở đây có một con mèo. Quán ở đây có một con mèo nhiều đồ. Ăn rồi. Ăn rồi. Ăn rồi. Ăn rồi. Tới thì. Đây. Có ăn đêm. Ăn đêm. Đêm. Ngồi rất là rét nhưng nãy đi cái lối kia cả thì... vẫn uống trà sữa vẫn uống kem vẫn ăn trà sữa vẫn uống này kem càng ăn khỏe cháu phải nói gì nhá hôm nay á cháu đi qua hàng kem mà cháu bơ đi lần đầu tiên cháu thấy vẫn cảm thấy kem thế mà hôm qua ở Sài Gòn vẫn điên kem vẫn đòi điên kem
Khách sạn 10.000 lộng lẫy không? Mẹ với dì nhìn cái khách sạn này hoành tráng không? Em đây cứ tưởng hạ đẳng ở đây rồi.